Chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Mỹ ngậm ngùi thừa nhận không có bằng chứng Triều Tiên tung quân tới Ukraine chiến đấu giúp nga. Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận họ không thể xác nhận liệu Triều Tiên có cử quân tới Ukraine để tham gia cuộc chiến ở Ukraine hỗ trợ nga hay không. Rap đưa tin. Safri Nasai, người phát ngôn của Lầu Năm Góc ngày 2 tháng 7, được hỏi liệu Bộ Quốc phòng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Hàn Quốc đã gửi quân tới Ukraine để hỗ trợ Nga hay không. "Chúng tôi chắc chắn biết rằng Triều Tiên đang hỗ trợ những nỗ lực của Nga ở Ukraine bằng cách cung cấp cho họ nhiều hỗ trợ quân sự khác nhau, nhưng tôi không có thông tin cụ thể nào về bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào sẽ tiến vào Nga tại thời điểm này," bà Sai lưu ý. Gần đây, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận yêu cầu mỗi bên phải cung cấp viện trợ quân sự ngay lập tức cho bên kia trong trường hợp một trong hai nước bị tấn công vũ trang. Trong một phản ứng ngay sau đó, ông Bart Reader, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, lưu ý rằng khả năng triển khai quân đội Triều Tiên ở Ukraine là điều cần chú ý. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi là người quản lý quân đội Triều Tiên, tôi sẽ đặt câu hỏi về lựa chọn của mình khi gửi lực lượng đến làm bia đỡ đạn cho cuộc chiến tranh chống lại Ukraine, và chúng ta đã thấy những thương vong mà lực lượng Nga phải chịu, ông Reader tuyên bố. Mỹ tin rằng Triều Tiên có thể yêu cầu Nga cung cấp công nghệ cải tiến tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân để đổi lấy viện trợ quân sự từ Bình Nhưỡng. Về phần mình, Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, tuyên bố rằng thỏa thuận giữa Nga và Triều Tiên cho thấy sự liên kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất giữa các nền dân chủ. Quân đội Ukraine áp sát biên giới, Belarus nâng mức báo động lên cao nhất, Bộ Quốc phòng Belarus đã triển khai thêm lực lượng bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự quan trọng của nước này sau khi Ukraine tăng cường quân đến gần biên giới. Theo Sputnik, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ra lệnh cho quân đội nước này ở mức báo động cao sau khi Ukraine tập trung quân áp sát biên giới hai nước vào cuối tuần. Tổng thống Lukashenko ngày 2 tháng 7 tuyên bố do lực lượng Ukraine tăng cường hoạt động gần biên giới Belarus, không quân và phòng không Belarus và cả đồng minh Nga đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Bên cạnh đó, quân đội Belarus đã triển khai các tổ hợp tên lửa tầm xa Polonez và Iskander đến gần biên giới hai nước. Lực lượng phòng không, không quân Belarus đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất, cùng với đó là cả các đơn vị của Nga. Ông Lukashenko phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm quốc khánh Belarus ngày 2 tháng 7 tại Minsk. Cũng theo Tổng thống Lukashenko, ngoài các đơn vị quân đội, lực lượng biên phòng của Belarus chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang nước này đủ khả năng để chặn đứng các hành động gây hấn của kẻ thù. Nhà lãnh đạo Belarus cho biết sẽ không có giới hạn nào trong việc đáp trả nếu nước này bị xâm lược. Minsk đủ khả năng tấn công vào các mục tiêu quan trọng của đối phương. Chúng tôi đã tính đến mọi phương án có thể xảy ra. Belarus đã tạm thời đóng cửa biên giới phía nam giáp với Ukraine và phía tây giáp với các nước liên minh châu Âu. Tôi mong họ sẽ không mắc sai lầm như những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Tổng thống Lukashenko nói thêm. Ông Lukashenko nhấn mạnh, Belarus sẽ không cho phép bất kỳ một cuộc đụng độ nào xảy ra ở biên giới với Ukraine và Kiev cũng không cần điều đó. Tuy nhiên, ông Lukashenko nói Minsk sẽ không ngăn chặn người di cư bất hợp pháp tiến vào biên giới Ba Lan sau những lệnh cấm vận Liên minh châu Âu đang áp đặt lên nước này. Phát biểu của Tổng thống Lukashenko được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Belarus và NATO đang gia tăng liên quan đến chiến sự Ukraine. Minsk, đồng minh thân cận của Moscow, hôm 29 tháng 6 cáo buộc các nước phương Tây cố gắng kéo Belarus vào xung đột Nga-Ukraine, đồng thời cho biết Kiev đang huy động quân đội, vũ khí và thiết bị quân sự gần biên giới với quốc gia này. Belarus trước đó cùng tháng tiến hành diễn tập hạt nhân chiến thuật với Nga nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của nhân sự, trang thiết bị trong các đơn vị vận hành loại khí tài này của hai nước. NATO sẽ dừng mở rộng nếu ông Trump tái đắc cử. Ông Trump được cho là đối thủ lớn nhất đối với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Cụ thể, ngày 2 tháng 7, dẫn lời hai quan chức an ninh thân cận của ông Trump, tờ Politico tiết lộ ứng cử viên thuộc đảng Cộng hòa đang cân nhắc lại một kế hoạch dành cho Ukraine trước đây. Trong đó, NATO cam kết sẽ không mở rộng về phía đông, đặc biệt là sang Ukraine và Georgia, cũng như đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về phần lãnh thổ Ukraine mà Moscow hiện đang kiểm soát. Một nguồn tin khác cho biết, ông Trump sẽ làm mọi cách để ngăn chặn việc mở rộng NATO, cũng như không muốn Ukraine đưa biên giới trở lại trạng thái năm 1991, sau khi nước này tách khỏi Liên Xô và trở thành quốc gia độc lập. Dù ông Trump khó có khả năng rút Mỹ hoàn toàn khỏi NATO, ông được cho là sẽ cải tổ khối quân sự do Mỹ đứng đầu, theo hướng khiến các thành viên châu Âu phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng châu Âu khó có đủ khả năng làm được điều này. Theo một quan chức thân cận với ông Trump, nếu tái đắc cử, thành viên đảng Cộng hòa xem xét sẽ không hỗ trợ quốc phòng và an ninh cho các đồng minh châu Âu trong khối nếu họ không chi tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Trả lời phỏng vấn của Politico, Andre Kobe, một quan chức gần gũi với ông Trump, cho biết Mỹ không có đủ nguồn lực quân sự để hỗ trợ cho tất cả các đồng minh, chúng tôi cần phải hạn chế đối đầu với người Nga khi biết rằng Nga Trung đang hợp tác chặt chẽ. Ông nói thêm, các thành viên châu Âu trong khối cần phải xây dựng lực lượng hùng mạnh nhằm ứng phó với khả năng Nga có thể triển khai một cuộc tấn công là một phần trong kế hoạch tái định hướng hoàn toàn NATO dưới thời ông Trump. Mỹ sẽ duy trì các căn cứ không quân và hải quân ở châu Âu và để lại phần lớn bộ binh, thiết giáp, hậu cần và pháo binh cho các đồng minh châu lục này đảm trách. Theo Politico, các nước EU không đủ khả năng làm được việc đó do chưa đủ tiềm lực về kinh tế và phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp năng lượng của Mỹ. Cổng địa ngục thực sự, lính dụ Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga, lực lượng Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga được hỗ trợ bởi xe tăng, xe bọc thép và các nhóm tấn công ở khu vực Novomikhailivka của vùng Donetsk. Tờ ký Post dẫn thông tin từ lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 79 của lữ đoàn Tatria thông qua Telegram cho biết, lính dụ Ukraine ở Novomikhailivka, vùng Donetsk, đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, phá hủy 7 xe chiến đấu bộ binh BMB, IFV của Nga cùng với nhân viên của họ. Báo cáo cho biết, Cánh cổng thực sự dẫn đến địa ngục đã được mở ra với quân Nga ở quận Novovikhailivka của vùng Donetsk và họ tiếp tục tiến vào đó theo từng đơn vị. Đoạn phim cho thấy nỗ lực phối hợp của các đơn vị máy bay không người lái tấn công và pháo binh Ukraine, khi Epoch không thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm của video. Người Nga đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công khác có xe tăng, xe bọc thép và các nhóm tấn công hỗ trợ. Các máy bay chiến đấu của Ukraine đã phản công bằng cách sử dụng các bãi mìn và hệ thống tên lửa chống tăng chặn, ngăn chặn lực lượng thiết giáp chính và buộc quân nga phải tháo chạy tất cả các thiết bị của nga không di chuyển được sau đó đã bị máy bay không người lái phá hủy những người nga còn sống sót đã cố gắng ẩn náo trong một tòa nhà bỏ hoang nhưng pháo binh ukraine đã nhanh chóng nhắm vào địa điểm này một số người nga tỏ ra kiên cường một cách đáng kinh ngạc tìm cách trốn vào một trong những tòa nhà nhưng hàng không ukraine đã không để cho họ có cơ hội báo cáo nêu rõ Trước đó, các trinh sát trên không thuộc lữ đoàn săn bắn riêng biệt số 71 của lực lượng tấn công đường không Ukraine đã báo cáo về việc tiêu diệt một lượng lớn binh sĩ Nga bằng máy bay không người lái FPV. Họ cũng công bố đoạn phim cho thấy một xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh của Nga bị phá hủy bằng máy bay không người lái FPV. Ngoài ra, lực lượng tác chiến đặc biệt SSO thường báo cáo về việc tấn công quân Nga bằng máy bay không người lái FPV. Ví dụ, gần đây họ đã tiêu diệt hơn chục binh sĩ Nga trong một nhiệm vụ thành công. SSO cũng đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự khác nhau, bao gồm xe bọc thép chở quân, xe tăng, tổ hợp súng tên lửa phòng không, pháo tự hành, pháo, vị trí súng cối và TOS 1A 220mm song Sibiot MLRS được trang bị đầu đạn diệt áp. Báo phương Tây, hàng trăm tàu dân sự Nga thu thập tin tình báo ở Biển Bắc. Hạm đội tàu dân sự của Nga có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, đó là triển khai hoạt động trinh sát các quốc gia phương Tây đang cáo buộc Nga đã trưng dụng nhiều tàu dân sự hoạt động trong khu vực Biển Bắc cho mục đích trinh sát phục vụ quân sự. Theo ghi nhận trong thập kỷ qua, khi quan hệ với phương Tây xấu đi nghiêm trọng, Nga có thể đã sử dụng tới 200 tàu dân sự khác nhau để do thám cơ sở hạ tầng quan trọng của châu Âu và những cuộc tập trận do NATO tiến hành ở Biển Bắc. Tờ báo trực tiến Đề Tích Hà Lan đã đăng tải thông tin này gần đây sau cuộc điều tra chung, được họ tiến hành cùng với ấn phẩm Follow the Money và thu hút sự quan tâm sâu sắc. Tờ báo dẫn lời của chuyên gia phản gián của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Kevin Ryan, cung cấp cho độc giả một nhận định cực kỳ thú vị. Đó là kể từ năm 2014, phía Nga được đại diện bởi Tổng cục Nghiên cứu Biển sâu của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Tình báo của Bộ Tổng tham mưu đã nối lại hoạt động thu thập tin tình báo bằng tàu dân sự. Hành động này đã bị gián đoạn kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Những mục tiêu như đường dây cáp điện và cáp tin liên lạc đường ống dẫn dầu và khí đốt chạy dọc đáy biển Bắc là những đối tượng dễ tổn thương khi Nga sử dụng tàu chở dầu, tàu đánh cá, tàu chở hàng, tàu nghiên cứu và thậm chí cả du thuyền để tiến hành trinh sát. Số liệu thống kê cho thấy, tổng cộng có tới 1.012 tàu treo cờ Nga được xác định từng có mặt tại vùng biển nói trên kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 cho đến ngày 1 tháng 4 năm 2024. Rất dễ quan sát khi những con tàu như vậy đi chệch khỏi lộ trình, đi vòng tại chỗ hoặc trôi dạt, Hành vi nói trên của thủy thủ đoàn cho thấy rõ ràng thay vì hoạt động như mục đích đăng ký, họ đang cố gắng thu thập thông tin. Trong 10 năm, lực lượng bảo vệ bờ biển châu Âu đã tìm thấy các thiết bị nghe lén, phương tiện không người lái dưới nước và máy quét siêu âm được sử dụng để lập bản đồ đáy biển. Hiện tại, đội tàu dân sự của Nga đang bị nghi ngờ có liên quan tới tổng cộng 950 vụ gián điệp. Tuy vậy, theo ông Thomas de Spiegler, phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Hàng hải Bỉ, các nước châu Âu không thể chống lại hình thức gián điệp này một cách hiệu quả do vướng vải những hạn chế từ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 áp đặt. Hiện nay, lực lượng tuần chiên châu Âu chỉ có quyền giám sát và tiến hành kiểm tra, trong một vài trường hợp đặc biệt nhưng không có thẩm quyền bắt giữ tàu cũng như thuyền viên vì hành động do thám hoặc khi có thiết bị lạ được tìm thấy. Ông Der phàn nàn rằng, thực tế trên chỉ khuyến khích Nga đẩy mạnh hơn hoạt động thu thập tình báo thông qua đội tàu dân sự có số lượng rất đông đảo của mình. Phương Tây hy vọng các lệnh cấm vận mới ban hành sẽ phần nào hạn chế hoạt động của những con tàu nói trên, nhưng thực tế điều này hoàn toàn bất khả thi. Về phần Nga, nước này vẫn bác bỏ mọi cáo buộc mà phương Tây đưa ra, đồng thời nhấn mạnh đây là sự áp đặt quan điểm một cách vô căn cứ vì quan điểm thù địch. Hà Lan bắt đầu cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine, Nga ráo riết ngăn chặn. Khi chính phủ Hà Lan tạm quyền hiện tại mãn nhiệm, cũng là lúc các giấy phép cho việc chuyển giao máy bay F-16 cho Ukraine đã hoàn tất, và những chiếc đầu tiên sẽ được gửi tới Kiev trong tháng 7. Hôm 1 tháng 7, chính phủ Hà Lan sắp mạng nhiệm cho biết, nước này sẽ sớm cung cấp cho Ukraine những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên trong số 24 chiếc đã cam kết. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Oloren cho biết, trong một lá thư gửi quốc hội trước cuộc chuyển giao chính phủ vào ngày 2 tháng 7, sau nhiều tháng xây dựng liên minh sau cuộc bầu cử cuối năm ngoái rằng, các giấy phép cần thiết để cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine đã được cấp. Bà O'Longren từ chối nêu rõ có bao nhiêu chiếc F-16 trong đợt giao hàng đầu tiên và khi nào chúng sẽ đến Ukraine vì lý do an ninh. Hà Lan là một trong những quốc gia đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy Liên minh quốc tế cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực để Kiev đối phó với các lực lượng Nga. Chính phủ Hà Lan trước đó đã cung cấp máy bay F-16 cho một cơ sở huấn luyện ở Romania, nơi các phi công và nhân viên mặt đất Ukraine đang được đào tạo cách thức vận hành và bảo dưỡng máy bay trong chiến đấu. Vào tháng 4, Bộ trưởng Ukraine cho biết, bà hy vọng Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ sẽ bắt đầu chuyển giao F-16 trong vòng vài tháng. Ukraine hy vọng F-16 sẽ tăng cường khả năng cho lực lượng vũ trang nước này đang phải vật lộn để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga dọc chiến tuyến. Trong khi đó, Nga đang thực hiện các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân của Ukraine, bao gồm căn cứ Starokostiantyniv ở tỉnh Melnytsky, gần biên giới với EU. Moscow nói đã nhắm mục tiêu vào các sân bay mà họ tin là nơi có thể chứa những chiếc F-16, nhất là dự kiến những chiếc máy bay đầu tiên sẽ đến Ukraine trong tháng 7. Căn cứ không quân Starokostiantyniv đã bị tấn công thường xuyên bằng cả máy bay không người lái và tên lửa siêu thành kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến diễn ra vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra hôm 27 tháng 6, Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho biết, các cuộc không kích gây ra một số khó khăn nhất định, nhưng sẽ không làm suy yếu việc cung cấp máy bay F-16 hoặc việc sử dụng chúng trong chiến đấu. Các nhà phân tích quân sự cho biết, Nga có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng căn cứ không quân như đường băng và cơ sở lưu giữ để khiến việc triển khai máy bay F-16 trở nên khó khăn hơn. Nga nhiều lần tuyên bố, việc phương Tây chuyển giao vũ khí khí tài cho Ukraine sẽ không giúp thay đổi tình thế, chỉ khiến cuộc chiến kéo dài tuyên bố những khí tài này sẽ là mục tiêu hợp pháp của Moscow. Hoạt động bất ngờ của tàu ngầm Nga, sân bay Ukraine trúng đòn. Nga đã gửi tàu ngầm tấn công Kilo tới biển Ireland hai lần, theo tiết lộ từ trang Bloomberg. Trang Bloomberg ngày 1 tháng 7, trích dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, các tàu ngầm tấn công của Nga đã thực hiện một số nhiệm vụ quanh biển Ireland hai lần, kể từ khi cuộc xung đột bùng phát tại Ukraine vào năm 2022 lần triển khai đầu tiên của tàu ngầm lớp Kino của Nga gần biển Ireland tiến hành vào khoảng 18 tháng trước, trong khi lần thứ hai gần đây hơn. Theo Bloomberg, mức độ di chuyển của tàu ngầm vượt xa những gì các quan chức Anh từng thấy trước đây. Hai người rành rẽ vấn đề này nói rằng giới chức Mỹ cũng biết về các hoạt động của tàu ngầm Nga. Bộ Quốc phòng Nga và Israel, Bộ Ngoại giao Anh và Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức khi được hãng tin Reuters đề nghị bình luận về sự hiện diện của tàu ngầm Nga ở biển Israel. Bloomberg cho biết, Tàu ngầm lớp Kilo là tàu ngầm tấn công Diesel điện, có khả năng bắn tên lửa hành trình Kalib của Nga cũng như ngư lôi và thủy lôi. Hồi năm 2022, Nga từng cho biết hải quân nước này sẽ tổ chức một loạt cuộc tập trận sâu rộng với sự tham gia của tất cả hạm đội từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, mang phô diễn sức mạnh mới nhất trong cuộc đối đầu quân sự với phương Tây. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Simon Kovine vào thời điểm đó bình luận rằng Nga không được chào đón. Trong một diễn biến khác, cựu phát ngôn viên lực lượng không quân Yuri Inat xác nhận trên mạng xã hội ngày 1 tháng 7 rằng lực lượng Nga đã tấn công sân bay quân sự Mihorod ở tỉnh Bontava, miền trung Ukraine. Một số phương tiện truyền thông Nga trước đó đã lưu hành đoạn video về cuộc tấn công và tuyên bố đã làm hư hại nhiều máy bay Su-27. Ông Inat khẳng định, đã xảy ra một cuộc tấn công có một số tổn thất nhưng không phải là tổn thất mà đối phương tuyên bố. Ông Inat không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại tại sân bay các báo cáo trước đó về vụ tấn công đã gây bức xúc trên mạng xã hội trong đó một số người lính chỉ trích lực lượng không quân ukraine không bảo vệ sân bay đúng cách bất chấp cảnh báo trước về một cuộc tấn công từ nga phản ứng trước việc này ông inat bảo vệ những nỗ lực của quân đội và kêu gọi các nhà bình luận truyền thông tiết chế ông inat nói rằng các nguồn tin nga đã phóng đại thành tích của họ kể từ khi chiến dịch đặc biệt tại ukraine bắt đầu ông inat nói lực lượng không quân ukraine đang làm mọi thứ để chống lại lực lượng nga bao gồm cả sự trợ giúp của các mô hình và phương tiện khác. Ông nhấn mạnh sân bay Ukraine thường xuyên bị đe dọa bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Lực lượng Nga từng tiến hành một cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhằm vào sân bay quân sự Bihorov vào tháng 6 năm 2023. NATO muốn lập bộ chỉ huy mới để tăng cường hỗ trợ Ukraine. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có kế hoạch thành lập bộ chỉ huy mới ở Đức để điều phối hỗ trợ Ukraine. Đây là một phần trong nỗ lực của NATO nhằm đẩy mạnh củng cố nguồn viện trợ dài hạn cho Ukraine trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Lo ngại của NATO là có cơ sở do Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích liên minh quân sự này và cả những hoạt động hỗ trợ dành cho Ukraine. Theo Kyiv Independent, các biện pháp mới dự kiến chuẩn bị được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Washington từ ngày 9 đến 11 tháng 7 sẽ liên quan đến trung tâm chỉ huy mới ở thành phố Wiesbaden của Đức, nơi điều phối việc cung cấp trang thiết bị quân sự và huấn luyện binh lính Ukraine. Động thái này được cho là sẽ cải thiện các hoạt động phối hợp hỗ trợ và giúp quân đội Ukraine tiến gần hơn các tiêu chuẩn của NATO. Trước đó, các lãnh đạo NATO nhận định hội nghị thượng đỉnh tại Washington sẽ mở ra triển vọng gia nhập liên minh quân sự này của Ukraine và tập trung vào lộ trình hướng tới tư cách thành viên chính thức của quốc gia khu vực Đông Âu các đồng minh đảm bảo rằng những quyết định tại hội nghị thượng đỉnh sẽ bao gồm lập trường cụ thể, tính không thể đảo ngược và lộ trình về tư cách thành viên NATO của Ukraine. Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách các vấn đề hội nhập châu Âu, Oha Stefanisina cho biết, Ukraine kỳ vọng NATO sẽ bảo đảm những cam kết viện trợ quân sự. Mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra cho đến nay, nhưng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất cung cấp cho Kiev ít nhất 40 tỷ euro, tương đương 43 tỷ USD hỗ trợ quân sự mỗi năm cho đến khi nào cần thiết. Ukraine đang che giấu tình hình khủng khiếp ở khe Người đứng đầu quận thành phố Kakovka Pavel Filipchuk cho biết trên Telegram rằng chính quyền Ukraine đang cố gắng che giấu tình hình dịch tả ở khe sông với công chúng. Dịch tả tiếp tục giết chết các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine không thể ngăn chặn được, nhưng Kiev vẫn tiếp tục giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra ở đây. Ông viết, thống đốc vùng Kherson Vladimir Sadol nhấn mạnh rằng sự lây lan của dịch bệnh từ các bệnh nhân từ hữu ngạn trên IAB do chế độ Kiev chiếm đóng sang tả ngạn là thực tế không thể xảy ra vì các liên lạc giữa các bên không được thực hiện. Trước đó, các chiến binh ngầm từ Khe Sông đã báo cáo về sự bùng phát của dịch bệnh. Hơn 100 người phải nhập viện, ít nhất 14 người chết. Dịch tả phát triển chủ yếu trong số quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo các thành viên kháng chiến, chính quyền địa phương sợ hoảng loạn nên tìm cách che giấu thông tin hoặc bỏ qua những trường hợp được xác định mắc bệnh tả là thương hàng. Trong diễn biến khác, để bù đắp tổn thất trên chiến trường và thành lập các lữ đoàn mới, Ukraine cần ít nhất 200.000 quân vào cuối năm hoặc 50.000 quân mỗi quý, nhưng đã không đạt được con số này trong những tháng gần đây. Các quan chức an ninh châu Âu giấu tên nói với tờ Die Welt của Đức. Kế hoạch huy động mới nhất hy vọng sẽ tuyển được tới 10.000 tân binh từ các nhà tù theo một đạo luật được kỳ ép thông qua vào tháng 5. Cho đến nay, 2.800 tù nhân đã nhập ngũ. Die Welt cho biết trích dẫn số liệu của chính phủ Ukraine trọng pháo Nga Giesin-S cài dưới căn cứ điều khiển UAV của Ukraine. Lựu pháo tự hành Giesin-S của Nga đã có khả năng bắn nhiều loại đạn, từ đạn nổ mạnh phân mảnh, đạn cháy đến đạn phóng bằng rocket. Mới đây, Nga dùng trọng pháo này để vô hiệu hóa một căn cứ của Ukraine chuyên về điều khiển máy bay không người lái UAV. Bộ Quốc phòng Nga công bố clip ghi cảnh khẩu đội lựu pháo tự hành Giesin-S tiến hành các thao tác nã pháo vào sở chỉ huy UAV của Ukraine gần khu vực thị trấn Aptivka. Khẩu đội trên thuộc nhóm tác chiến Sen của Nga. Trong clip, có thể thấy pháo Giasin S được ngụy trang kỹ trong bụi cây. Những quả đạn pháo rất to, gồm hai phần, được lấy từ hầm để nạp cho cổ pháo này. Lính Nga phải dùng que to để tổng đạn vào cuối nồng. Cuối clip, có thể thấy khói bốc lên từ khu vực giải nhà của trung tâm chỉ huy Ukraine. Hình ảnh lúc này có lẽ được quay từ UAV trinh sát các đơn vị pháo Giashin S hoạt động ở khu vực trên tiến hành xạ kích với mục tiêu phá hủy phòng tuyến đối phương, chế áp các chốt kiểm soát và vô hiệu hóa hỏa lực Ukraine, vũ khí khí tài và nhân lực của quân đội Ukraine. Các khẩu đội này cũng được thực hiện phản pháo hàng ngày trong lúc yểm trợ cho các nhóm xung kích của Nga. Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không Nga bằng đòn tấn công chính xác. Giới chức Kiev vừa tuyên bố, Ukraine đã phá hủy một số hệ thống phòng không của Nga, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi nhắm bắn các bệ phóng tên lửa của Nga và củng cố hệ thống phòng không của Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine SBU hôm 29 tháng 6 thông báo họ đã phá hủy thành công một loạt hệ thống phòng không Nga tại những vị trí không nêu rõ, bao gồm 4 hệ thống tên lửa đất đối không to 12 tiên tiến, 3 hệ thống băng S-1 tầm ngắn và một hệ thống bút tầm trung. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 30 tháng 6 cũng xác nhận đã phá hủy được hệ thống phòng không Nga, nhưng không nói thời điểm hệ thống đó bị tấn công. Ukraine thường xuyên nhắm bắn các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga. Các đánh giá gần đây cho thấy, Kiev có thể đang tập trung đánh phá các vũ khí khí tài Nga, tạo ra mối đe dọa cho các máy bay tiêm kích F-16 của Ukraine. Trước đó, trong tháng 6, Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine, tướng Budanov, cho biết quân đội nước này đã đánh vào ba hệ thống phòng không tiên tiến trên bán đảo Crimea. Video clip do Bộ Quốc phòng Ukraine cũng như cơ quan an ninh Ukraine chia sẻ cho thấy UAV cánh cố định của Ukraine tấn công một trong các hệ thống to M2 và một hệ thống Banshee S1 của Nga. Ukraine mong muốn thúc đẩy tiến trình hòa đàm với Nga. Mặc dù bác bỏ các điều khoản đàm phán hòa bình của Nga, nhưng Ukraine gần đây đã phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán chấm dứt giao tranh và mong muốn thế giới thúc đẩy tiến trình hòa đàm giữa Nga và Ukraine, tái hiện mô hình thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Phát biểu với tờ Philadelphia Inquirer ngày 30 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không loại trừ đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga, nhưng các cuộc đối thoại chỉ có thể được tổ chức thông qua các bên trung gian. Theo ông Zelensky, hình thức được sử dụng để dẫn tới thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen năm 2022 có thể hữu ích cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao Ukraine đề cập đến khả năng đàm phán hòa bình với Nga. Trước đó, ngày 27 tháng 6, ông Zelensky nói rằng Kiev không muốn kéo dài cuộc chiến và không muốn nó kéo dài trong nhiều năm. Ông Zelensky nhấn mạnh, Chúng tôi có nhiều người bị thương và thiệt mạng trên chiến trường. Chúng tôi phải đưa ra kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng. Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Sofka, cũng cho biết nước này muốn hòa bình càng sớm càng tốt và hy vọng hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Đề cập đến mô hình cho một giải pháp tiềm năng với Nga, ông Zelensky cho biết thỏa thuận được Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian hai năm trước cho phép thiết lập một hành lang cho xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine có thể là cơ sở tham chiếu cho quá trình này. Theo Tổng thống Zelensky, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã ký các thỏa thuận riêng với Ukraine và Nga và thỏa thuận đã thành công. Lưu ý thêm rằng, hành lang ngũ cốc khi đó đã tồn tại đủ lâu. Ông Zelensky cho rằng các thỏa thuận về toàn vẹn lãnh thổ, năng lượng và tự do hàng hải có thể được ký kết giữa Nga và Ukraine theo cùng một định dạng như vậy. Liên quan đến các quốc gia có thể được mời làm trung gian cho các cuộc đàm phán, ông Zelensky cho rằng không ai được nói rằng quá trình này chỉ có châu Âu và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng các quốc gia từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ cũng nên tham gia và giúp chuẩn bị các tài liệu đề xuất hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định phương Tây cần tìm mọi cách để buộc Nga đàm phán theo hướng có lợi cho Ukraine. Hồi cuối tháng 5 năm 2024, trong chuyến thăm Tây Ban Nha, ông Zelensky kêu gọi các nước đồng minh cưỡng ép về an ninh hoặc các biện pháp hưởng hình khác để buộc Nga đi đến hòa bình bằng mọi giá. Tháng 3 năm 2022, Nga và Ukraine đã từng ngồi đàm phán dưới sự trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ đã có 4 vòng đàm phán diễn ra, nhưng đến tháng 5 thì đàm phán đổ vỡ, mà nguyên nhân như Nga cáo buộc là do có sự tác động từ phía Mỹ và phương Tây. Tháng 10 năm 2022, ông Zelensky đã ký một sắc lệnh cấm đàm phán với Moscow, chừng nào Tổng thống Nga Vladimir Putin còn nắm quyền. Quyết định này là phản ứng của Ukraine trước việc Nga chính thức sắp nhập các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia sau những vùng này tổ chức trưng cầu dân Ý hồi tháng 9 năm 2022 mô hình đàm phán khả thi với Nga được Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine diễn ra tại Thụy Sĩ hồi tháng 6 vừa qua, không đem lại bất cứ kết quả khả quan nào. Sự tham gia của quốc tế là rất hời hợn, thiếu sinh khí. Cụ thể, chỉ có sự tham dự của 92 trong số 160 quốc gia và tổ chức quốc tế được mời. Thông cáo cuối cùng của hội nghị cũng thấp hơn kỳ vọng, cả về nội dung lẫn bên ký tên. Sau 2 ngày nhóm họp, chỉ có 80 quốc gia ký tuyên bố chung, một số quốc gia quan trọng tham dự hội nghị như Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Brazil đã không ký tuyên bố chung. Triển vọng nói lại đàm phán hòa bình khá mờ nhạt. Tuyên bố của tổng thống Ukraine Zelensky về mô hình đàm phán khả thi với Nga đang được dư luận thế giới rất quan tâm, nhưng đáng tiếc là hiện nay, triển vọng nói lại đàm phán hòa bình Nga Ukraine khá mờ nhạt bởi quan điểm của Moscow và Kiev vẫn đối đầu như nước với lửa. Cho đến nay, Ukraine vẫn duy trì công thức hòa bình mà ông Zelensky đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm 2022. Trong đó có đòi hỏi Nga rút quân, chấm dứt chiến sự, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, lập một tòa án đặc biệt để xét xử các tội ác chiến tranh. Trong khi đó, Moscow khẳng định sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán, nhưng chỉ khi Kiev từ bỏ yêu sách đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát trong cuộc xung đột. Theo Nga, để nối lại hòa đàm, Ukraine còn phải hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Putin. Gần nhất là ngày 13 tháng 6, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Rim, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa nước này cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư, trong khi cố vấn của ông Zelensky Mikhail Podilak nói rằng các sáng kiến mới của Nga không có đề xuất hòa bình thực sự. Ngoài các đề xuất hòa bình của Nga và Ukraine, nhiều nước và các tổ chức quốc tế cũng đưa ra các sáng kiến hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine. Cho đến nay, có ít nhất 7 đề xuất của các bên thứ ba đã được đưa ra, trong đó có đề xuất của một nhóm các nước châu Phi vào tháng 6 năm 2023, đề xuất của Saudi, Ả Rập vào tháng 8 năm 2023. Gần đây, Trung Quốc và Brazil cũng có thêm một đề xuất chung. Sáng kiến hòa bình châu Phi gồm 10 điểm khá cụ thể như kêu gọi các bên đạt được hòa bình thông qua đàm phán càng sớm càng tốt, cũng như giảm leo thang xung đột, đảm bảo chủ quyền của các quốc gia và dân tộc theo hiến dương Liên Hiệp Quốc. Cùng với việc đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia, bên cạnh đó là tổ chức cung cấp thực phẩm và phân bón cho cả Nga và Ukraine. Tất cả những đề xuất nêu trên chủ yếu tập trung vào các mục tiêu đạt được một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Ukraine và các đối tác phương Tây xem việc đình chiến vào lúc này là có lợi cho Nga vì lệnh ngừng bắn sẽ đóng băng xung đột vũ trang trong trạng thái hiện nay và tạm thời chấp nhận những thành quả của Nga trên thực địa, bao gồm cả việc sách nhập RIM vào năm 2014. Ukraine và các đồng minh phương Tây kiên quyết cho rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky là phương án duy nhất có thể đưa ra bàn thảo. Điều này mặc định ngăn cản bất cứ việc thảo luận nào với các đề xuất của các bên thứ ba với việc Nga và Ukraine đã bước vào năm thứ ba của cuộc xung đột, không có con đường rõ ràng nào dẫn đến chiến thắng quân sự cho cả hai bên, cũng không có triển vọng ngay lập tức về một lệnh ngừng bắn và một kế hoạch hòa bình cuối cùng khi cả hai bên vẫn giữ quan điểm không thể hòa giải với nhiều điểm nghẽn khó có thể vượt qua. Hàng loạt căn cứ Mỹ ở châu Âu báo động đỏ Nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp châu Âu đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Thông tin về căn cứ Mỹ nêu trên được hai nguồn thạo tin từ giới chức Mỹ xác nhận với ABC News hôm ngày 1 tháng 7. Nguồn tin khẳng định cuối tuần qua, 30 tháng 6, nhiều căn cứ quân sự Mỹ trên khắp châu Âu đã nâng mức cảnh báo về điều kiện bảo vệ lực lượng FBCON Charlie. Charlie là mức báo động cao thứ hai, được áp dụng khi có sự cố xảy ra hoặc nhận được thông tin tình báo về khả năng xảy ra hành động khủng bố hoặc nhắm mục tiêu vào nhân sự hoặc cơ sở quân sự của Mỹ. Một chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu nói với CNN rằng đây là lần đầu tiên trong ít nhất 10 năm qua họ mới nâng cao cảnh báo lên mức Charlie, đồng nghĩa đã nhận được nguồn tin đáng tin cậy về mối đe dọa Bộ Tư lệnh Châu Âu của quân đội Mỹ EUCOM trong một tuyên bố nhấn mạnh, họ liên tục đánh giá nhiều yếu tố khác nhau về an ninh và an toàn. Vì lý do an ninh, chúng tôi sẽ không đề cập đến các biện pháp cụ thể, nhưng chúng tôi vẫn cảnh giác. ABC News trích dẫn tuyên bố từ EUCOM. Thông tin này lần đầu tiên được công khai bởi trang tin độc lập Star and Strip. Belarus cảnh báo khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật Belarus cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga triển khai ở nước này nếu nhận thấy chủ quyền bị đe dọa. Theo Kiss In the Fiden, trong ngày 30 tháng 6, Thiếu tướng Pavel Muraveko, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus đã cảnh báo về khả năng nước này sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong trường hợp bị đe dọa tới chủ quyền. Chúng tôi đã học cách vận hành các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Quân đội Belarus có thể tự tin sử dụng loại vũ khí này và chúng tôi sẽ sử dụng nếu chủ quyền và độc lập của đất nước bị đe dọa, ông Muraveko cho biết. Bình luận của ông Muraveko được đưa ra trong bối cảnh tình hình biên giới giữa Belarus và Ukraine đang có nhiều căng thẳng. Mới đây, không quân Belarus đã ghi nhận sự gia tăng đột biến của UAV trinh sát Ukraine tại các khu vực gần biên giới. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng nhanh chóng của các chuyến bay do thám bằng UAV bên phía Ukraine. Tình hình tương đối căng thẳng, không phận trên khu vực biên giới liên tục bị xâm phạm, ông Andrei Severinchis, tư lệnh lực lượng tên lửa phòng không Belarus nói. Đồng quan điểm với ông Severinchis, một sĩ quan cấp cao khác của Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Belarus, cũng tiết lộ về sự leo thang căng thẳng ở biên giới giáp Ukraine. Chúng tôi đã nhận được một số báo cáo về việc Ukraine tập trung quân đội và vũ khí dọc biên giới. Họ thậm chí còn đưa các hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất tới vùng Zhytomyr, sĩ quan Belarus nói thêm. Đầu tháng 5 năm nay, Tổng thống Lukashenko đã yêu cầu quân đội Belarus tổ chức diễn tập hạt nhân đột xuất. Động thái này diễn ra ngay sau khi Nga tuyên bố chuẩn bị tập trận hạt nhân chiến thuật nhằm đối phó với các hành động gây hấn từ phương Tây. Trong năm 2023, Nga và Belarus đã ký thỏa thuận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Vào tháng 6 2023, những hệ thống vũ khí đầu tiên đã được đưa tới Belarus. Tới tháng 12 2023, chính phủ Belarus tuyên bố rằng quá trình triển khai vũ khí hạt nhân đã được hoàn tất. Nga thay đổi chiến thuật, tấn công hai thành phố lớn nhất của Ukraine. Nga tiếp tục tấn công các thành phố lớn và hạ tầng năng lượng của Ukraine, song có thể đang tìm cách thay đổi chiến thuật. Giới chức Ukraine cho biết hôm ngày 30 tháng 6, Nga đã tập kích vào hai thành phố lớn nhất của Ukraine là thủ đô Kiev và thành phố Kharkov ở vùng Đông Bắc. Tại vùng ngoại ô Obolon của Kiev, chính quyền quân sự địa phương cho biết các mảnh vỡ từ tên lửa Nga rơi xuống đã gây hỏa hoạn và làm hư hại ban công của một tòa nhà chung cư 14 tầng. Vụ tấn công khiến một số tòa nhà hư hại, người dân buộc phải sơ tán. Người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev cho biết các mảnh tên lửa cũng đã rơi ra ngoài thủ đô, gây thương tích và thiệt hại, tuy nhiên không cung cấp thông tin chi tiết. Tại cấp, một quả bơm dẫn đường đã gây cháy một kho hàng và khiến một người thiệt mạng. Thống đốc ca cốp Oleg Sidnohovoy cho biết, chín người bị thương, trong đó có một trẻ sơ sinh 8 tháng tuổi. Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy kho hàng và các xe tải bên ngoài bị hư hỏng nặng. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev, Shehi Boko, nhận định, cuộc tấn công của Nga vào Kiev khác xa so với những lần gần đây. Cuộc tấn công tên lửa vào Kiev hôm nay khác với nhiều cuộc không kích gần đây. Đối phương không tấn công trong bóng tối, cũng không sử dụng bắn phá tổng hợp hoặc bắn phá hàng loạt, không có vũ khí đạn đào hoặc tên lửa hành trình phóng đi từ máy bay ném bom chiến lược, ông cho biết. Quan chức này chỉ ra, Nga đang thăm dò các chiến lược mới, tìm kiếm thời điểm, phương pháp và phương tiện tốt nhất để tấn công Kiev, bởi thủ đô Ukraine đã, đang và sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Nga. Hơn hai năm kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga tiếp tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các thành phố cũng như hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tần suất tấn công vào Kiev thấp hơn so với những thành phố khác, mặc dù thành phố này đã hứng chịu một loạt vụ tập kích hồi tháng 3. Ca cốp thường xuyên bị tấn công hơn, song tần suất cũng bắt đầu giảm xuống sau khi Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của mình để tập kích một số mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng hơn 800 quả bom dẫn đường vào các mục tiêu Ukraine trong tuần qua. Ông kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây viện trợ cho Kiev những hệ thống vũ khí để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ bom dẫn đường của Nga. Ông nói, thế giới càng sớm giúp chúng tôi đối phó với những máy bay chiến đấu Nga phóng những quả bom này thì chúng tôi càng sớm tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Nga và chúng ta sẽ càng tiến gần đến hòa bình hơn một số nước phương Tây đã đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí do họ viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, nhiều đồng minh vẫn tỏ ra thận trọng. Nga cảnh báo, động thái của phương Tây có thể khiến xung đột leo thang thành một cuộc xung đột toàn khu vực hoặc thậm chí thế chiến. Pháp bắt đặc vụ Nga, ra phán quyết lịch sử nhằm vào đồng minh ông Putin, Moscow cảnh cáo nóng moscow đã phát đi cảnh cáo đối với paris theo rtvi pháp gần đây đang gia tăng động thái nhằm vào các đồng minh của moscow trả đũa nga trên nhiều mặt trận theo rtvi kênh truyền hình quốc tế độc lập bằng tiếng nga có trụ sở tại new york mỹ một loạt các sự vụ gần đây đã đẩy paris và moscow vốn đã mâu thuẫn về cuộc chiến ukraine càng thêm căng thẳng Bất chấp việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm ngày 25 tháng 6 bày tỏ mong muốn duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, các động thái từ Pháp dường như đang cho thấy điều ngược lại. Pháp bắt đặt vụ Nga, RT dẫn bài viết trên tờ Le Monde Pháp ngày 28 tháng 6 cho hay, cơ quan điều tra Pháp vừa công bố thông tin điều tra ban đầu về một hành động mà Paris cáo buộc là nằm trong chiến dịch phá hoại quy mô lớn do Nga dàn dựng nhằm vào một số nước châu Âu. Trước đó, Paris thông báo họ đã bắt giữ một đối tượng được cho là đặc vụ Nga. Tờ Le Zuno Dominicen trích dẫn các nguồn tin an ninh Pháp cho biết các nhà điều tra cho rằng đây là gián điệp của Nga nhắm mục tiêu vào các thiết bị quân sự Pháp dành cho Ukraine. Bên cạnh đó, anh ta đang chuẩn bị tấn công một cửa hàng trong chuỗi cửa hàng đồ gia dụng Krikorama nằm ở khu thương mại phía bắc thủ đô nước Pháp. Sự việc ban đầu được ghi nhận vào chiều muộn ngày 3 tháng 6, khi một người đàn ông 26 tuổi mang hai quốc tịch Nga-Ukraine được lực lượng cứu hỏa Pháp đưa đến bệnh viện sau khi bị bỏng ở phần thân trên, mặt và đầu. Anh ta khai rằng tai nạn do một vụ nổ vô tình gây ra. Tuy nhiên, các chi tiết về vụ việc và hồ sơ đáng nghi của đối tượng đã khiến cảnh sát Pháp quyết định tiến hành bắt giữ ngay trong phòng bệnh. Các nhà điều tra Pháp cho biết, Họ tìm thấy giấy tờ tùy thân giả, các dụng cụ và vật liệu dùng để chế tạo thiết bị nổ, điện thoại di động và dấu vết của Ammonia Nitrat tại khách sạn mà người này đã ở, gần sân bay quốc tế Charlie de Gaulle. Theo tờ Librasien, người đàn ông này đến từ vùng đông Donbass, là người gốc Ukraine nhưng đã nhập quốc tịch Nga vài năm trước và có tư tưởng thân Nga. Anh ta đã chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine được 2 năm. Các nhà điều tra Pháp đang tiếp tục tìm kiếm mối liên hệ giữa vụ việc với các hoạt động phá hoại khác được thực hiện ở châu Âu. Cơ quan tình báo Pháp cáo buộc ông Sergei Kirinko, phó tránh dân phòng thứ nhất, phụ trách các vấn đề chính trị nội bộ của Nga, có thể đóng vai trò điều phối chiến dịch gây bất ổn cho các quốc gia thù địch với lợi ích của Nga, đặc biệt là ở Ukraine. Cơ quan này cho biết, theo thuật ngữ của Nga, đây sẽ là một chiến lược được thiết lập dưới danh nghĩa chỉ thị chống lại các quốc gia không thân thiện. Đáng lưu ý, kết quả điều tra được Pháp công bố không lâu sau khi nhân viên an ninh Nga bất ngờ sọc vào một quán cà phê ở Moscow hôm ngày 8 tháng 6 và bắt giữ công dân Pháp mang tên Lauren Vignatier, 48 tuổi, với cáo buộc vi phạm luật về đặc vụ nước ngoài trên lãnh thổ Nga và bị tình nghi thu thập dữ liệu kỹ thuật quân sự cũng như thông tin về các hoạt động quân sự của Nga trong nhiều năm qua. Phán quyết lịch sử nhằm vào đồng minh của ông Putin không chỉ nhằm trực diện vào Nga. Theo RTVI, Pháp gần đây đang gia tăng động thái nhằm vào các đồng minh của Moscow. Bà đang trả đũa Nga trên nhiều mặt trận. Trong ngày 26 tháng 6, đã có hai sự kiện đáng chú ý được ghi nhận. Đầu tiên, Pháp và Armenia đã ký kết một thỏa thuận tín dụng giữa hai nước nhằm cung cấp cho Armenia 75 triệu euro tín dụng theo chương trình hỗ trợ ngân sách kết hợp với các thỏa thuận vũ khí ký kết cùng với Yerevan thời gian qua. Theo RTVI, có thể nói Pháp đã cấm cờ ngay sân sau của Moscow. Hiện tại, trên danh nghĩa, Armenia vẫn là đồng minh của Nga trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Ngoài Armenia, Pháp tiếp tục nhắm tới một đồng minh khác của Putin ở Trung Đông. Hãng tin Brown 24 Pháp đưa tin, Tòa án Phúc Thẩm Paris ngày 26 tháng 6 đã ra phán quyết lịch sử về lệnh truy nã quốc tế đối với Tổng thống Syria Basa al-Assad, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau các cáo buộc liên quan tới cuộc nội chiến ở Syria. Lệnh truy nã này do các thẩm phán Pháp ban hành vào năm 2023 sau khi tiến hành cuộc điều tra về các cuộc tấn công hóa học ở Druma và quận đông Kuta tháng 8-2013 khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Tới tháng 5 vừa qua, các công tố viên chống khủng bố của Pháp đã yêu cầu tòa phúc thẩm Paris ra phán quyết dỡ bỏ lệnh truy nã ông Assad với lý do nhà lãnh đạo Syria có quyền miễn trừ tuyệt đối, miễn trừ hoàn toàn khỏi việc truy cứu trách nhiệm pháp lý với tư cách là nguyên thủ quốc gia đương nhiệm. Hãng tin Pháp cho biết, quyết định của tòa án phúc thẩm Paris được đánh giá là quyết định lịch sử khi lần đầu tiên một tòa án quốc gia công nhận rằng nguyên thủ quốc gia đương nhiệm không có toàn quyền miễn trừ cá nhân đối với hành động của họ. Mặc dù có rất ít thông tin ông Assad phải đối diện với tòa án Pháp, nhưng theo France 24, lệnh truy nã quốc tế đối với một nhà lãnh đạo đang tại chức đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vị thế lãnh đạo của chính trị gia này vào thời điểm Nga cũng như một số quốc gia khác đang hoan nghênh ông Assad quay trở lại con đường ngoại giao. Cảnh báo của Nga ngay trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 6, bình luận chung về một số động thái gần đây của Pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zaragova cho biết điển hình trong chính sách của Pháp là có mặt ở khắp mọi nơi và không chịu trách nhiệm. Họ có hàng triệu cơ hội để giải quyết xung đột. Một trong số đó là các thỏa thuận Minsk, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng đó chỉ là một tấm bình phong, nhưng biểu hiện thực sự của họ ở nơi khác hỗ trợ vô điều kiện cho chính quyền Kiev trên con đường chống Nga. Và trên thực tế, bà Ries không quan tâm đến bất cứ thỏa thuận hòa bình nào như cựu tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố. Bà Zararova nói, Đề cập tới Armenia, bà Zararova nhấn mạnh, Paris chỉ đang sử dụng Yerevan như một công cụ để đạt được các mục tiêu cơ hội của riêng mình và không hề hướng tới lợi ích của Yerevan. Theo nhà ngoại giao Nga, các hành động của Pháp nói riêng và phương Tây nói chung có thể coi là sự trả đũa cho những nỗ lực yêu chuộng hòa bình của Nga khi đóng vai trò là người hòa giải ở Caucasus. Bà Zararova không đề cập tới phán quyết của Tòa án Pháp với ông Assad, Tuy nhiên, Nga trước đó đã bác bỏ mạnh mẽ lệnh truy nã của Pháp đối với ông Assad và tuyên bố đó là lệnh truy nã bất hợp pháp. Bình luận về vụ việc bắt giữ đặc vụ Nga, nhà báo Pháp Natalia Masakovic cho rằng Moscow đã dùng hành động thay lời nói. Việc Nga bắt giữ công dân Pháp Laurien Vinatier hôm ngày 8 tháng 6 với những cáo buộc gián điệp chính là tín hiệu cảnh cáo của Moscow dành cho Paris rằng trở nên nhúng tay vào việc của Nga nước từng cầu cứu ông Putin vì vỡ nợ bất ngờ đòi nga bồi thường, tìm đến cả Kiev. Điều gì đã xảy ra? Sri Lanka yêu cầu tiền bồi thường từ nga. Hãng tin RBC và tờ Kommersant của nga ngày 29 tháng 6 đưa tin, Sri Lanka vừa yêu cầu nga bồi thường cho các công dân Sri Lanka thiệt mạng và bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Quốc gia Nam Á cho biết 17 công dân nước này chiến đấu cho nga đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Ukraine. Một phái đoàn của chính phủ Sri Lanka đã tới Moscow và hội đàm với bộ ngoại giao Nga để thảo luận về số phận của các công dân Sri Lanka ký hợp đồng với quân đội Nga. Dẫn đầu phái đoàn Sri Lanka là ngoại trưởng Tharaka Balasuriya. Ông Balasuriya đã có cuộc gặp với thứ trưởng ngoại giao Nga Andrei Rudenko và thứ trưởng quốc phòng Alexander Fomin. Các cuộc thảo luận tập trung vào 17 công dân Sri Lanka đã thiệt mạng trong quá trình chiến đấu, việc bồi thường cho những người thiệt mạng và bị thương, hợp lý hóa các khoản thù lao, cũng như khả năng hồi hương tự nguyện và chấm dứt hợp đồng sớm của các công dân Sri Lanka có nhu cầu. RBC dẫn thông cáo trên website của Bộ Ngoại giao Sri Lanka cho hay. Theo hãng thông tấn Ria Novosti, Sri Lanka hồi tháng 5 năm nay từng đề cập tới việc sẽ cử một phái đoàn đặc biệt tới Nga để làm rõ tình hình những công dân nước này có liên quan tới xung đột Nga-Ukraine. Ở thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Sri Lanka ghi nhận rằng đã có 16 công dân Sri Lanka thiệt mạng tại Ukraine. Họ đều là các cựu quân nhân. Chúng tôi được biết một số công dân Sri Lanka đã tới Nga thông qua visa du lịch. Trong số này có một đường đáng kể các cựu quân nhân từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Sri Lanka. Nhiệm vụ chính là xác định chính xác số lượng các công dân Sri Lanka trong diện như vậy tại Nga. Thông cáo của Sri Lanka dẫn lời ông Balasuriya cho hay. Cũng trong thông cáo, ông Balasuriya lưu ý rằng, theo dữ liệu không chính thức, có khoảng 600-800 đến 800 công dân Sri Lanka tại Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Remita Pandara Tenankun thừa nhận cho đến nay, chính quyền Sri Lanka không biết chính xác số lượng công dân nước này đã đến Nga. Tuy nhiên, họ đã nhận được 288 đơn khiếu nại liên quan. Ông Bandara cho biết, việc tìm ra dữ liệu chính xác rất phức tạp cho các công dân Sri Lanka đến Nga thông qua nhiều tuyến đường và qua nhiều quốc gia quá cảnh. Để tạm khắc phục tình hình, ông yêu cầu các gia đình có người thân đến vùng xung đột báo cáo kịp thời với chính quyền. Ngoài Nga, nhiều công dân Sri Lanka cũng tham gia chiến đấu cho Ukraine. Vì sao nhiều công dân Sri Lanka đầu quân cho Nga, Ukraine? Trong bài viết đăng ngày 11 tháng 6 năm nay, hãng tin France 24 Pháp cho biết nhiều công dân Sri Lanka gặp khó khăn về kinh tế, điều này đã thúc đẩy họ tới Nga và Ukraine tìm việc. Nền kinh tế Sri Lanka đã bị ảnh hưởng nặng nề sau nhiều năm chi tiêu quá mức và sai lầm trong quản lý kinh tế, khiến dự trữ ngoại hối của nước này cực kỳ thấp. Trong giai đoạn 2021-2022, do vỡ nợ và khủng hoảng kinh tế trầm trọng, chính phủ Sri Lanka thậm chí không thể bảo đảm cung cấp những nhu yếu phẩm thiết yếu như nhiên liệu và thuốc men cho người dân. Theo hãng tin Reuters, vào ngày 6 tháng 7 năm 2022, cựu tổng thống Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa đã xin trợ giúp của tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm khắc phục một phần tình hình. Trong một cuộc điện đàm với ông Putin, ông Rajapaksa đề nghị người đồng cấp Nga trợ giúp quốc gia Nam Á nhập khẩu nhiên liệu do dự trữ xăng và dầu diesel của Sri Lanka thời điểm đó gần như cạn kiệt. Bên cạnh đó, nói về chính sách tuyển quân, vào ngày 4 tháng 1 năm 2024, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp quốc tịch cho người nước ngoài đang chiến đấu cho quân đội Nga cũng như người thân của họ. Theo đó, những công dân nước ngoài đã ký hợp đồng một năm với lực lượng vũ trang, các đơn vị quân đội Nga hoặc những người đang thực hiện nghĩa vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có đủ điều kiện để được đơn giản hóa thủ tục cấp quyền công dân sắc lệnh đồng thời quy định vợ hoặc chồng, con cái và cha mẹ của người nước ngoài phục vụ trong quân đội Nga cũng sẽ có thể được nhanh chóng cấp quyền công dân. Giới chức Nga có một tháng để xem xét đơn xin nhập tịch của binh sĩ và gia đình họ. Về phía Ukraine, France 24 cho biết, cư dân Sri Lanka đã bị thu hút đến Ukraine bởi các quảng cáo trên ứng dụng WhatsApp với lời hứa về mức lương hàng tháng hơn 2.100 USD, gấp 13 lần mức thu nhập trung bình ở Sri Lanka. Theo đại diện Bộ Quốc phòng Sri Lanka, Nalin Herat, nhiều công dân Sri Lanka bị lừa theo cách này. Ít nhất 22 công dân Sri Lanka đã đào ngũ lực lượng vũ trang Ukraine và trở về nhà. Sri Lanka cho biết, nước này cũng đang cố gắng liên hệ với chính quyền Kiev về việc công dân nước này tham gia hoạt động quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, giữa tháng 6 vừa qua, tờ Daily Mirror Anh dẫn một nguồn tin nói rằng Ukraine tới nay vẫn phớt lờ yêu cầu của phía Sri Lanka. Nga-Sri Lanka đạt thỏa thuận chung đề cập tới việc giải quyết các vấn đề của công dân Sri Lanka tham chiến cho Nga tại Ukraine. Tờ Daily News của Sri Lanka dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết, sau cuộc hội đàm, Nga-Sri Lanka đã thống nhất thành lập một ủy ban chung bao gồm các quan chức hai nước để có thể gặp gỡ và trao đổi thường xuyên nhằm giải quyết các vấn đề và mối quan ngại của Sri Lanka. Bên cạnh đó, Nga và Sri Lanka nhất trí tiếp tục tương tác về các vấn đề cần giải quyết. Đề cập tới cuộc gặp với phái đoàn Sri Lanka qua website chính thức, Bộ ngoại giao Nga thông tin rằng ông Balasuriya đã có cuộc hội đàm với ông Grudenko vào ngày 26 tháng 6 nhưng không nêu chi tiết về nội dung thảo luận. Bộ ngoại giao Nga cho biết tại cuộc hội đàm các vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự Nga-Sri Lanka đã được thảo luận, khẳng định lợi ích chung trong việc duy trì động lực đối thoại song phương. Trước đó vào ngày 11 tháng 6 năm nay, Bộ ngoại giao Sri Lanka thông báo họ đã được chính phủ Nga đảm bảo rằng Nga sẽ ngừng tuyển mộ công dân Sri Lanka chiến đấu tại Ukraine. Nga tấn công các sân bay Ukraine dự kiến là nơi tập kết máy bay phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine, nơi dự kiến sẽ là điểm tập kết các máy bay chiến đấu do phương Tây viện trợ, bao gồm cả những máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm vào sáng ngày 27 tháng 6, sử dụng vũ khí tầm xa trên biển, tên lửa siêu thanh Kinhan và máy bay không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng sân bay của Ukraine, những nơi dự kiến sẽ tiếp nhận máy bay từ các nước phương Tây. Cuộc tấn công đã đạt được mục đích, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị nhắm trúng. Bộ Quốc phòng cho biết thêm mà không nêu rõ số lượng hoặc vị trí các sân bay bị tấn công. Trước đó, ông Sehi Holusov, quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh Công quân Ukraine cho biết Kiev đã có kế hoạch về số lượng máy bay F-16 mà nước này dự kiến nhận được trong năm nay và năm sau. Cụ thể, số lượng máy bay đồng trú Ukraine phụ thuộc vào số lượng phi công được đào tạo. Ông Holusov cho biết, đến nay đã có 4 quốc gia đồng ý viện trợ F-16 cho Ukraine là Bỉ, Đan Mạch, Na Đa Uy và Hà Lan. Mặc dù không nêu rõ chính xác có bao nhiêu máy bay sẽ được chuyển giao, nhưng ông khẳng định con số này là từ 30 đến 40 máy bay và có khả năng sẽ có thêm nhiều máy bay nữa trong tương lai. Cho rằng Kiev sẽ không có đủ phi công để vận hành tất cả số máy bay F-16 được viện trợ, ông Horusov đề xuất hồi đầu tháng này rằng một số máy bay có thể được tập kết tại các căn cứ ở các nước láng giềng. Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Seth Sullivan nhấn mạnh vào tuần trước rằng kế hoạch là đưa F-16 tới Ukraine. Theo thỏa thuận an ninh 10 năm được ký gần đây giữa Washington và Kiev, các máy bay chiến đấu sẽ phải đóng tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng cảnh báo rằng Moscow sẽ coi việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là mối đe dọa hạt nhân, vì các máy bay này từ lâu đã được sử dụng như một phần trong sứ mệnh hạt nhân chung của khối do Mỹ đứng đầu. Ông Lavrov nhấn mạnh các máy bay do Mỹ thiết kế sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường và sẽ bị bắn hạ như bất kỳ loại vũ khí nước ngoài nào khác được cung cấp cho Ukraine. Nga phá hủy pháo tự hành đất cung cấp cho Ukraine ở trên Bắc. Thêm một khẩu pháo tự hành VZH-2000 mà Đức cung cấp cho Ukraine đã phát nổ do trúng đạn từ pháo hạng nặng của quân đội Nga. Quân đội Nga công bố một video ghi lại khoảnh khắc pháo tự hành Panzer Harbisai mươi 2155 mm được Đức cung cấp cho Ukraine bị pháo binh Nga phá hủy ở thị trấn Adika, mặt trận quan trọng ở vùng Donbass. Theo đoạn video được công bố, phương tiện này trước đó đã bị máy bay trinh sát không người lái của Nga phát hiện và theo dõi. Sau đó, vị trí của mục tiêu đã được truyền về đơn vị pháo Maka 2S7M 203mm. Trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã chuyển khai hàng loạt pháo tự hành BZH-2000 được Đức cung cấp. Theo nguồn tin nội bộ từ Kiev, Ukraine gần đây đã bắt đầu sử dụng các khẩu pháo này tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine đã nhận được 28 khẩu pháo BZH-2000, trong đó nhiều phương tiện đã bị quân đội Nga phá hủy bằng pháo binh và máy bay không người lái. Đầu năm nay, Berlin cam kết cung cấp thêm 18 khẩu pháo loại này cho Kiev. BZH-2000 là pháo tự hành có cỡ nòng 155mm, được hai tập đoàn công nghiệp quốc phòng Crown Mephine và Rheinmetall phát triển từ những năm 1980. Pháo được trang bị động cơ diesel MTU-MT881 KA500, công suất 1.000 mã lực, cho phép nó di chuyển với vận tốc 60 km h tầm hoạt động 420 km ông putin vạch hướng đi khắc phục điểm yếu của hải quân nga tổng thống nga vladimir putin chỉ đạo phương án nhằm giúp hải quân nước này tránh được những cuộc tấn công tầm xa của đối thủ và nâng cao năng lực tác chiến newsweek đưa tin tổng thống putin nhận định rằng hải quân nga có một số khía cạnh dễ bị tổn thương khi cuộc xung đột với ukraine đã kéo dài hơn hai năm ông putin cho biết nga có kế hoạch nâng cấp toàn diện lực lượng hải quân khi moscow nỗ lực nhanh chóng xây dựng lại hạm đội vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở ukraine Ông Putin cho biết, để tăng cường khả năng phục hồi chiến đấu của lực lượng hải quân cần tăng cường sức mạnh và đặc biệt chú ý đến việc triển khai nhanh chóng các hệ thống phát hiện mối đe dọa từ xa, bao gồm cả máy bay không người lái. Tổng thống Nga chỉ thị, cần phải bảo vệ hạm đội của chúng ta khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào căn cứ hải quân và khu vực hoạt động của tàu chúng ta. Phát triển máy bay trinh sát của hạm đội, xây dựng lực lượng, phương tiện trinh sát điện tử và tác chiến điện tử Ông Putin bình luận về hải quân Nga tại cuộc họp về đóng tàu ở Moscow hôm 26 tháng 6, ông cho rằng hải quân Nga phải được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ xa, đòi hỏi phải trang bị hệ thống phát hiện mối đe dọa hiện đại. Ông nhấn mạnh hải quân Nga vẫn đang tiếp nhận thêm tàu chiến và xuồng. Nga có kế hoạch nâng cấp toàn diện hải quân bao gồm tàu, máy bay và các cơ sở ven biển cũng như cơ sở hạ tầng của các căn cứ nhằm củng cố vị thế của hải quân tại những khu vực chiến lược quan trọng trên đại dương thế giới và cải thiện đáng kể tiềm năng chiến đấu của hải quân. Rất nhiều việc đã được thực hiện trong lĩnh vực này khi hải quân của chúng tôi đang nhận được các tàu mới. Ông Putin nói và cho biết thêm rằng việc sửa chữa và tân trang sâu rộng các thiết bị đang được tiến hành. Ông tuyên bố rằng hơn 40 tàu và xuồng sẽ được giao cho hải quân vào năm 2024 so với con số 24 chiếc vào năm 2022 và 33 chiếc vào năm 2023. Trong thời gian qua, hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu áp lực trước hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine. Kiev nhiều lần tuyên bố dùng xuồng tự sát và tên lửa tầm xa, cũng như UAV tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, khiến hạm đội Biển Đen của Nga bị tê liệt. Dmitry Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, hồi tháng 3 cũng nói rằng một phần ba hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột. Nga chưa bình luận về con số này. Nga nâng cấp xưởng sản xuất máy bay ném bom Tu-160M mới Ngày 27 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga UAC đã hoàn tất việc nâng cấp ba nhà máy chuyên sản xuất máy bay ném bom Tu-160M sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa phi đội Tu-160M của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, VKS. Dự án nâng cấp được khởi động vào năm 2016 sau khi Bộ Quốc phòng Nga quyết định khôi phục sản xuất Tu-160M. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt Tu-160M mới và hiện đại hóa các mẫu máy bay Tu-22M3 và Tu-160 cũ tại các cơ sở sản xuất của nhà máy hàng không Kazan. Từ năm 2016 đến năm 2024, 10 nhà máy sản xuất đã được hiện đại hóa tập trung vào các khu vực sản xuất, khu vực lắp ráp cơ khí và trung tâm thử nghiệm bay. Việc nâng cấp được tài trợ bởi UAC và Techno Dynamica thuộc tập đoàn Rotec. Hiện tại, 9 cơ sở đã hoàn thành hiện đại hóa và nhận được giấy phép hoạt động. Việc xây dựng quy trình xử lý nhiệt và sản xuất lớp phủ đạt 86% tiến độ. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Tập đoàn máy bay thống nhất Nga dự kiến giao 10 chiếc mới cho VKS từ năm 2018 đến năm 2027. Ngoài ra, nhà máy còn có thể sản xuất hàng loạt máy bay dân dụng Tu-214. Tu-160M là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom Tu-160 Thiên Nga Trắng huyền thoại. Máy bay được trang bị động cơ NK3202 cải tiến, hệ thống điện tử hàng không, thiết bị vô tuyến và hệ thống điều khiển hoàn toàn mới, cùng hệ thống tác chiến điện tử hiện đại chiếc Tu-60 m hiện đại hóa đầu tiên bắt đầu thử nghiệm cấp nhà nước vào tháng 7 năm 2023. Chuyến bay có sự góp mặt của phi hành đoàn lực lượng hàng không vũ trụ Nga cùng các nhà phát triển. Nga phá hủy ba bệ phóng HIMARS trong 24 giờ. Ngày 26 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã phá hủy ba hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất cùng nhiều tổ hợp hỗ trợ trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hệ thống bệ phóng HIMA của Mỹ tại Ukraine được trang bị nhiều công nghệ và vũ khí hiện đại, bao gồm hệ thống phóng đa năng có khả năng phóng tới 6 rocket dẫn đường hoặc một tên lửa chiến thuật đất đối đất atak MS trong một lần phóng. Các rocket dẫn đường M30, M31, GMLRS có tầm bắn khoảng 70 đến 90 km và độ chính xác cao nhờ vào hệ thống định vị GPS và dẫn đường quán tính INS Tên lửa chiến thuật atacms MS có tầm bắn xa hơn từ 165 km đến 300 km. Hệ thống này được lắp đặt trên xe tải, FMTV có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình, tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và hệ thống liên lạc để nhận lệnh và dữ liệu mục tiêu. Thiết kế gọn nhẹ và tính cơ động cao của HIMA giúp dễ dàng vận chuyển và triển khai nhanh chóng đến các khu vực chiến sự. Việc phá hủy ba bệ phóng và một phương tiện vận tải là một thành tiệu quan trọng của quân đội Nga, vì những hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chiến thuật với đối phương với độ chính xác và tầm bắn cao, khiến chúng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng trên chiến trường. Các hoạt động tiêu diệt hệ thống Hima được thực hiện bằng phương tiện hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh. Cách tiếp cận tích hợp này đã giúp quân đội Nga tấn công thành công các mục tiêu và vô hiệu hóa mối đe dọa từ hệ thống Hima. Đáng chú ý là quân đội Nga cũng đã thành công trong việc đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái UAV. Trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga cũng đã bắn hạ 76 máy bay không người lái UAV của Ukraine, cho thấy hiệu quả cao của hệ thống phòng không Nga trong điều kiện chiến đấu hiện đại. Ngoài ra, quân đội Nga đã tấn công xưởng lắp ráp và các địa điểm chuẩn bị cho việc phóng UAV, cùng với các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 109 khu vực. Những cuộc tấn công này nhằm mục đích làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng này. Tính đến nay, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 613 máy bay chiến đấu Ukraine, 276 máy bay trực thăng, 26.642 máy bay không người lái, 533 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.433 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.353 bệ phóng tên lửa đa nòng, 10.913 súng pháo giã chiến và súng cối cùng các loại vũ khí khác, và 22.975 xe cơ giới quân sự đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh đây là những thành tựu quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh youtube cuộc sống hôm nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại